ra hãy dành cho chị Huệ một tràng pháo tay để chị lấy lại sự bình tĩnh của mình. Đến bây giờ thì chân mẹ đầu gối cũng mấy tháng gần đây đang ngồi đau và có những lần cũng phải đi tiêm. Nên đến bây giờ thì như hôm nay mẹ cũng đã ở đây để sự tri ân này, con vô cùng xúc động và rất cảm ơn mẹ bởi vì mẹ là mẹ của con. Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ không nói gì nhiều thêm nữa ngoài lời chúc mừng chị Huệ và chúc mừng bác, chúc mừng sức khỏe của bác.